Chỉ có và hôm người đấy thôi. ta là in vào áo nha nha. Còn Ủa, em đây là cán bộ. bạn nào chặn đầu xe? Đó. Bạn nào chặn đầu xe? Đây là người ta đã xuống là dừng xe anh nhá. Bạn tên là gì nhỉ? Em tên Bế Ngọc Toàn. Thôi anh tính nhá. Bế Ngọc Toàn rồi. 33 3798. Anh này là anh gì nhỉ? Lê Văn Dũng. Vâng. 195114. Xem gì không nhỉ anh này? Không có em phải anh cầm nó ra em ấy kiểm tra ở trong cốp xe. Và này là không có bảng tên nhá. Anh em cảm ơn nhé. Ôi. Anh em đội mũ vào để cho em đấy nha. Mấy anh là đồng chí chịu trách nhiệm vụ thôi. Đấy, bằng tên thôi đây. Rồi cảm ơn mấy anh em. Đi giao thông cảm ơn mấy anh em. Rồi anh đi đi. Anh có thể tắt độ điện thoại em cho xem bản tên của đồng chí nghĩa vụ luôn này. Rồi, thoải mái thoải mái thoải mái. Đúng không? Bây giờ mình đưa lên đây rồi là mình lại không dừng được loài chim. À vâng. Loài chim ở đâu ra mà dừng. Lằng nhằng. Rồi cảm ơn, ok. Rồi hai anh đi đi nhá. Để đội mũ cho nó cẩn thận. Rồi anh đội mũ vào cho nó. Anh em kiểm tra hành chính thôi. Hôm nay em kiểm tra hành chính gì? Vâng, em kiểm tra hành chính anh. Đây em cảm ơn đâu. Rồi anh đi đi cơ động ở chỗ này là ở tại 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 Thịnh Giáp Thanh Lâm. Mũ rồi cả giao thông. Anh được cái nào em tài ạ? Anh ơi, cho em giúp em ghi sổ cái được không ạ? Dạ. Em ghi sổ thì anh chính là không có gì đâu ạ. Ok. Một thoải mái mà anh ạ. Các bạn cơ động là ghi sổ kiểm tra hành chính. Làm việc. Mê Linh đúng rồi. Anh ơi, em mời anh vào đây. Chào Tú Tuấn nhá. Chúc mấy cán bộ đi làm nhiệm vụ tốt nhá. Tôi chào mấy anh em. Trước các anh ăn cái A4 của Tâm Ngư. Tâm Ngư nó chết rồi. Tôi chào anh em nhá.